ai dạy? Ba là con ông Sâm, giáo bà Thiên Lôi. Từ kia ta ở trên trời, ông Mai té xuống làm người. U da đào quá, bóc phét hả? Trời của con. Tập tiếp theo. Mẹ ơi, bắp muốn hất tao. Thôi, tốn tiền lắm. Bắp, theo cha. Dạ cha. À, bà nước đi vòng mới được. Mình sắp đẹp trai rồi. 15 phút sau. Mẹ ơi mẹ, mẹ thấy bắp đẹp trai không? Bắp có cái tóc xong đó. Vô nhà thôi con. Đã không có dạ. Tội cho bắp đi cách tao. Tập tiếp theo. Tất cả thức dậy tập thế giờ. Mẹ bánh xèo có mà. Con bánh bèo có mà. Con bánh chuối có mà. Con bánh bao có mà. Bắp bưng mở hết mặt. 1, 2, 3 tập thể dục buổi sáng. Lắc cái mông là lắc cái mông. Lắc mạnh lên. Thể dục. Tập tiếp theo. Cậu Út ơi, con có nút bạc rồi nè. Vậy thì bay thôi. Thôi vậy thì cố ơi. Ăn mừng kiểu này mệt quá. Mệt hết. Tập tiếp theo. Ý, cái xe này nặng quá. Hả? Mình phải giúp đỡ thôi. Để tôi giúp cô. Wow. À. Wow, con bộ đội mạnh mẽ quá. Tập tiếp theo. Mình bẻ được là sao? 5kg. Còn mình bẻ được lò xo 30kg. Ha, hai con gà. Lò xo 80kg. Mèn ơi, mạnh dữ vậy. Ai ốp đi mà. Ý trời đất ơi. Đồ bố mà.